Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người Pha-ri-siêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá vào áo cũ. Vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng. Mỗi ngày thứ sáu, đặc biệt là thứ sáu đầu tháng, Cộng đoàn Giáo điểm Tin mừng, anh chị em Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót đến đây, chúng ta được mời gọi đến đứng dưới chân thập giá như mẹ Maria đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Và chúng ta biết rằng là ngày thứ sáu tuần thánh, 3 giờ chiều, giờ tử nạn, giờ mà trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, ơn phúc Thánh Thần đổ dạt dào xuống trên nhân loại. Và Chúa nói: Mỗi 3 giờ chiều, con hãy ghim mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Nếu được thì con lần chuỗi lòng thương xót, nếu không được thì con dành 1-2 phút để con suy niệm, suy gẫm về cuộc khổ nạn của ta, về cái chết vì yêu thương của ta. Lúc đó lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc của ta càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Cho nên lòng tín thác như là cái nút vặn mở, càng nhiều, càng rộng, càng lớn bao nhiêu, tín thác càng tuyệt đối bao nhiêu, thì ơn Chúa, lòng thương xót càng tuôn trào xuống trên chúng ta bấy nhiêu. Đấy là ngày thứ sáu. Và mỗi ngày thứ sáu, Cộng đoàn chúng ta được mời gọi đứng dưới chân thập giá, được mời gọi kết hợp những đau khổ của ta, nhất là những anh chị em bệnh nhân, những người đau bệnh, ung thư, tâm thần, trầm cảm, tự kỷ, tai biến, những người mắc những căn bệnh mà không có thuốc men trần gian nào chữa được, mà những người đau bệnh ấy có khi không đến đây được, thì người thân của những người bệnh ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài hướng đến hoặc đến đây hiệp thông trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và ơn phúc của Chúa ban là gì? Không phải là chỉ chữa lành bệnh tật thân xác, chuyện đó đối với Chúa không khó. Nhưng ơn Chúa mời gọi là những người bệnh ấy hiệp thông với đau khổ của Chúa trên thập giá. Thay vì mình xin Chúa chữa lành bệnh cho mình, thì mình xin Chúa cho mình được hiệp thông đau khổ của mình với đau khổ của Chúa trên thập giá, để góp phần đem lại ơn cứu độ cho chính mình cũng như cho nhân loại. Cho nên mỗi ngày tại giáo điểm tin mừng này, 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, chúng tôi cầu nguyện cho những anh chị em đến đây xin khấn. Chúng tôi cầu nguyện cho những người hiệp thông trong những giờ khấn nguyện,
bằng email, bằng điện thoại, bằng tin nhắn, bằng thư khấn. Chúng tôi hiệp thông với tất cả những anh chị em đau khổ, thân xác, tâm hồn, bệnh tật ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, để cho lòng thương xót Chúa được thấm vào từng con người, nhất là những người đang đau khổ, những người đang ốm đau, bệnh tật, thân xác cũng như tâm hồn. Cho nên anh chị em thấy rằng là hàng ngày những chiếc xe lăn chở đến đây có khi cả 20-30 chiếc, những người đau ốm bệnh tật, những người đau khổ về tinh thần, không chỉ là đau đớn về thân xác, nhưng cái đau hơn cả là cái đau tinh thần, cái đau mà người ta không nhìn thấy được. Có những cái đau mà người ta nhìn thấy được, nhưng có những nỗi đau mà người ta nhìn mặt thì cứ tươi rói, nhưng mà trong héo ngoài tươi. Anh chị em thấy có những người bên trong rất là héo, bên trong rất là buồn, nhưng mà bên ngoài vẫn cứ tươi cười, trong héo ngoài tươi. Thế thì cộng đoàn lòng thương xót chúng ta được hiệp thông với tất cả những đau khổ của những anh em ở đây, ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Đó là một cái niềm vui, niềm vui thiêng liêng, cái niềm vui mà thưa anh chị em, trong bài đọc thứ nhất, Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô nói như thế này: thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô. Anh chị em cầm cây quạt lên, cầm cây quạt lên. Những người đang đứng vui lòng ngồi hết xuống đi, đừng có đi lại nữa. Anh kia vào ghế ngồi đi, khoanh tay đi lại như là ông cảnh sát làm cái gì. Vào ghế ngồi. Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô. Máy lên. Chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô. To nữa lên. Chúng tôi là những to nữa lên, sắc tín cho mọi người. Chúng tôi không phải là những người ăn trên ngồi chốc, chúng tôi không phải là những người đứng chỉ tay năm ngón, chúng tôi không phải là những người ăn trắng mặc trơn, nhưng mà chúng tôi là những nhớ như vậy. Thưa anh chị em, nhất là linh mục tu sĩ, những người dấn thân theo Chúa thì phải sắc tín điều đó. Chiếc áo mình mặc trên mình không phải là để cho mình vinh vang với mọi người: ta đây là thầy, mọi người phải kính nể ta. Ta đây là sơ, mọi người phải nể phục ta. Ta đây là cha, mọi người phải cung phụng ta. Không có đâu. Là những đầy tớ của Đức Kitô. Cho nên chúng ta có thể làm tất cả những gì có thể làm được, chứ không phải chỉ lựa chọn những việc mà ngon lành, không phải chỉ lựa chọn những việc nhẹ nhàng. Có bài hát gì đó: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để phần cho ai. Cho nên là linh mục, là tu sĩ, nữ tu hay nam tu, nhất là những người dấn thân trong cánh đồng truyền giáo tại giáo điểm tin mừng này, không được phép ăn sung mặc sướng, không được phép ăn trắng mặc trơn, không được phép lựa chọn những việc nhàn nhã mà làm. Nhưng những việc mà khó, nhưng việc cần thì ta phải dấn thân ta làm, không có ngại. Có phải là mình quét nhà thì mình mất giá không? Có không? Có phải ông thầy đi rửa chén thì ông thầy mất giá không? Có phải bà sơ mà đi làm vệ sinh bà sơ mất giá không? Có phải ông cha đi nhặt rác thì ông cha mất giá không? Không những là mất giá mà còn lên giá, mà còn có giá, mà còn vô giá nữa. Vì đó là mình đã làm đúng như lời Chúa, là anh em hãy coi chúng tôi là những đầy tớ của Đức Kitô. Ông thầy có nấu cơm được không? Được không? Bà sơ có rửa chén được không? Ông cha có làm vệ sinh được không? Được. Thưa anh chị em, không có phải tôi là thầy thì tôi không nấu cơm, tôi là sơ thì tôi không nhặt rác, tôi là cha thì tôi không làm vệ sinh được. Mọi người làm được thì tôi cũng làm được, vì tôi là đầy tớ của Đức Kitô. Không có phân biệt
là cha, là thầy, là sư, là giáo dân gì cả, mà tất cả chúng ta đều là những đầy tớ của Đức Kitô. Những việc gì cần làm thì làm, những việc gì nên làm thì làm, những việc gì khó người ta không làm thì mình dám không? Dám không? Dám thì tôi nói tiếp, không dám thì không nói nữa. Dám không? Dám thì nghe tiếp. Chúng tôi là những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành, chứ người ta không đòi người đó phải có khả năng này khả năng khác. Khả năng thì Chúa ban cho mỗi người mỗi cách khác nhau, nhưng là những người theo Chúa, những người quản lý những mầu nhiệm của Thiên Chúa, thì người quản lý đó Chúa đòi hỏi phải có lòng trung thành, phải có lòng mãi lên, phải có lòng. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Đối với tôi, mà hôm nay tôi cũng nói với chính anh chị em, đang nói với anh chị em đây, đối với bản thân tôi, Linh Mục Trần Đình Long, tôi nói với anh chị em như là Phaolô nói, dù có bị anh chị em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mày ơi, dù có bị mọi người xét xử hay là bị người khác tòa đời xét xử, tôi cũng, dù có bị người ta nói sầm xì, bàn tán, phê bình, chỉ trích, tôi cũng, dù có bị người ta ném đá, vỗ tay, thọc gậy, bánh xe, tôi cũng, dù có bị người ta cười chê vì tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, tôi cũng, dù có bị người ta khinh khi vì tôi làm chứng cho lòng Chúa thương xót, tôi cũng, đấy chẳng coi là gì cả. Cứ đâu phải là người ta cứ nói cái là mình sợ, người ta cứ sầm sì cái là mình lo, rồi người ta cứ bàn tán cái là mình không dám làm. Người ta muốn nói gì thì nói, có miệng thì, có tai thì, mình muốn nghe thì mình, mình không muốn nghe thì mình không nghe, nói chán đi rồi thôi chứ gì đâu mà sợ. Đâu cứ phải người ta cứ sầm xì là mình lo, cha cha người ta nói cái này, cha cha người ta nói cái kia, ta có miệng thì người ta nói kệ người ta. Vì sao? Vì Phaolô bảo rằng là tôi chẳng có sợ người ta xét xử, xét đoán hay gì cả, mà quan trọng là tôi không thấy lương tâm ấy nấy điều gì. Lương tâm tôi làm, tôi không thấy ấy nấy điều gì, nhưng không phải vì thế mà tôi đã cho rằng mình là người công chính. Đấng xét xử tôi mới là chính, đấng xét xử tôi là Thiên Chúa. Tôi chỉ sợ một đấng duy nhất xét xử tôi là Thiên Chúa. Mạnh lên, tôi chỉ sợ một đấng duy nhất có quyền xét xử tôi là Thiên Chúa. Người đời có xét xử tôi cũng chẳng coi là gì. Mà chính bản thân tôi cũng chẳng xét xử chính bản thân tôi, vì lương tâm tôi có không ấy nấy, lương tâm tôi có trong sạch. Nhưng không phải vì thế mà tôi đã là người công chính, vì tôi tin rằng chỉ có một đấng xét xử tôi là tôi. Xét xử tôi cũng chẳng coi là gì. Người ta có xét xử tôi cũng, vì chỉ có một đấng xét xử tôi là. Cho nên, thưa anh chị em, đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Bây giờ, cỏ lùng và lúa tốt mọc lẫn lộn với nhau. Ai biết đâu là lúa tốt, ai biết đâu là cỏ lùng. Bây giờ, bóng tối ánh sáng mập mờ. Ai biết được cái nào là sáng, ai biết được cái nào là tối. Cho nên chúng ta không nên xét xử trước ngày Chúa đến. Ai làm việc gì thì sao? Nghe cho rõ đây, đừng có tưởng như vậy. Rồi ta muốn làm gì thì ta làm, không ai xét xử ta, ta mặc sức tung hoành. Đừng có tưởng bậy như thế, nghe cho rõ. Vì chính Thiên Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất
trong bóng tối. Nghe cho rõ, mình có giấu được luật pháp, mình có giấu được người đời, mình có giấu, che giấu cả cái lương tâm của mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối. Quạt sang người bên phải nói ánh sáng. Thiên Chúa sẽ đưa ra những gì ẩn khuất trong, những gì ẩn khuất trong, thì Thiên Chúa sẽ đưa ra. Ta giấu giếm, ta tưởng rằng ta ngon lành vì ta đang ở trong. Có ngày Thiên Chúa sẽ đưa tất cả ra và phơi bày những ý định trong thâm tâm của con người. Chúa phơi bày ra hết, người đang nghĩ xấu, người đang âm mưu, người đang Chúa sẽ phơi bày ra hết, không có giấu được đâu anh chị em ơi. Cho nên bây giờ ta làm cái gì cũng cứ làm một cách minh bạch, một cách rõ ràng, một cách trong sáng. Thứ nhất là lương tâm của ta được yên ổn. Thứ hai là ta biết rằng Chúa thấu rõ thâm tâm từng con người. Thứ ba là không có cái gì giấu giếm được dưới ánh mặt trời này, mọi sự rồi cũng phơi bày ra những gì còn giấu trong. Và kế tiếp là gì thưa anh chị em? Bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Đâu có lỗ đâu mà sợ. Mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Ta có cần người khác khen thưởng không? Không. Ta có cần người khác cho ta cái bằng ân nhân không? Không. Ta có cần người khác vinh danh ta không? Không. Tất cả chả là cái gì cả. Nhưng điều quan trọng là chính Thiên Chúa vào ngày, vào giờ của Ngài, Ngài sẽ phơi bày tất cả những gì trong bóng tối ra ánh sáng. Ngài sẽ cho thấy tất cả những cái ý định thâm tâm của con người. Và Ngài sẽ khen thưởng đích đáng. Không phải là khen thưởng theo cảm xúc hay là theo chỗ quen biết. Đứng trước mặt Chúa đừng có nói là tôi quen biết chỗ này, tôi quen biết chỗ kia. Đừng có hòng. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta là phải có bầu rượu mới để đón rượu mới. Bầu mới thì đón rượu mới. Mỗi người chúng ta thấy rằng là người Do Thái, người Pha-ri-siêu là những người mà thích xét xử, xét đoán người khác trước thời buổi. Cho nên khi thấy môn đệ Chúa không ăn chay thì bắt đầu xét đoán, bắt đầu xét xử. Thầy kìa, coi kìa, chúng tôi thì ăn chay, Gioan, môn đệ Gioan ăn chay, những người Pha-ri-siêu ăn chay, còn môn đệ của ông Giê-xu không có ăn chay gì cả mà cứ suốt ngày ăn với uống. Thưa anh chị em, ăn chay là việc đạo đức tốt hay xấu? Tốt. Tốt hay xấu? Tốt. Ăn chay là để mình đón chờ Chúa theo người Do Thái ngày xưa. Ăn chay là để mình kết hợp với việc cầu nguyện. Ăn chay là để mình dành cái phần đó. Bây giờ ăn chay thì phải đi kèm với bác ái. Ăn chay là để tôi bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu, dành cái đó tôi làm việc bác ái. Một việc đạo đức nó sẽ không thể trở thành đạo đức nếu mình không có lòng đạo đức. Mình nhớ, việc đạo đức thì phải có lòng đạo đức. Lòng đạo đức mới phát sinh ra việc đạo đức. Còn nếu ta làm việc đạo đức mà còn lẩm bẩm, tôi làm việc đạo đức mà anh không làm việc đạo đức là anh là người không đạo đức. Đúng hay sai? Sai. Tôi đã đi vào cái chuyện mà xét xử người khác, xét đoán người khác trước thời buổi rồi. Tôi lần chuỗi lòng Chúa thương xót là việc đạo đức. Đúng không? Đúng không? Đúng.
Nhưng mà tôi lần chuỗi lòng thương xót rồi tôi liếc sang người bên kia. Dạ này có lần chuỗi, có cái mẹ nào là chuỗi. Ta hãnh diện vì ta lần chuỗi to. Và ta xét đoán người khác không lần chuỗi thì là đúng hay sai? Sai. Việc đạo đức ấy nó không có lòng đạo đức. Cho nên Chúa nói rằng cái lòng đạo đức ấy là cái bầu da mới. Cái bầu da mới phải mới, không còn cái lối suy nghĩ xưa rồi diễm ơi. Không còn lối suy nghĩ mà cứ đi xét đoán người khác là xưa rồi diễm ơi. Cái lối suy nghĩ mà cứ cho rằng mình làm việc đạo đức rồi mình bắt người khác cũng phải làm việc đạo đức giống mình. Ai không làm việc đạo đức giống mình xét đoán người khác đó là xưa rồi diễm ơi. Bây giờ phải thay vào cái bầu da mới đi. Anh xem đến với giáo điểm tin mừng này, mỗi ngày xin Chúa cho con thay bầu da mới. Đó là thay đổi cách suy nghĩ của con. Cách suy nghĩ ấy phải mới thì mới đón nhận lòng Chúa thương xót được. Cách suy nghĩ mà lúc nào cũng cho rằng ta là Chúa, ta là chủ, ta là cha, là thầy, là sư, ta đứng ta chỉ tay năm ngón, ta đứng ta hạch sách người khác mà không trở thành người đầy tớ đi phục vụ người khác. Lúc nào cũng ngồi xe hơi lắng tóng, lúc nào cũng xài đồ xịn, lúc nào cũng ăn trên ngồi chốc. Cái đó là xưa rồi diễm ơi. Cái đó phải thay đi, thay cái bầu da mới, thay cái lối suy nghĩ mới để mà có cách sống mới. Như vậy mới đón nhận được rượu mới. Rượu mới ấy là Chúa Giêsu. Đây tôi không phải là tôi nói, nhưng mà chính Đức Giáo Hoàng, không phải chính Đức Giáo Hoàng mà là Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Tu Sĩ, trong những ngày tuần lễ vừa qua, Ngài đã đến thăm Việt Nam và đã đến thăm Sài Gòn, rồi ra Huế, rồi ra Hà Nội, và chiều thứ Bảy thì Ngài đã trở về. Trong chuyến viếng thăm Tổng giáo phận Huế thì Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Tu Sĩ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với các tu sĩ nam nữ trong các hội dòng, nhất là qua cuộc nói chuyện với Liên Tu Sĩ Huế vào lúc 15 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2018 tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Đức Hồng Y mời gọi mỗi một tu sĩ hãy đi sâu hơn vào đời sống thánh hiến của mình, nghĩa là phải nhìn lại ơn gọi của mình một cách cá vị, đồng thời phân định ơn gọi dựa trên các chuyển biến của thời đại để đọc ra điều Thiên Chúa muốn trên bản thể mỗi người. Điều này khả dĩ minh chứng với hình ảnh rượu mới và bầu mới. Rượu mới chính là Đức Kitô. Ngài phải được đổ vào bầu da mới. Rượu mới là Đức Kitô phải được đổ vào bầu da mới, đó là đời sống của mỗi người thánh hiến. Thật vậy, đã có những lúc chính chúng ta giam giữ rượu trong một bầu da cũ kỹ. Ta giam giữ Đức Kitô trong cái bầu da cũ kỹ của chúng ta, Đức Hồng Y nói như vậy, khiến rượu không còn nguyên tuyền là rượu đem lại niềm vui và phấn khởi cho lòng người. Rượu mới là Đức Giêsu phải đem lại niềm vui và phấn khởi cho con người. Nhưng mà cái rượu mới ấy bị giam giữ trong cái bầu da cũ là cái lối suy nghĩ sáo mòn của mỗi người, đặc biệt là linh mục và tu sĩ. Cho nên rượu mới Đức Giêsu không đem lại niềm vui và phấn khởi cho lòng người. Để có thể là một bầu da mới thì Đức Hồng Y đưa ra tầm nhìn mang tính thiết thực. Thiên Chúa nói với mỗi người một cách thế rất riêng và Ngài tôn trọng chúng ta trong hoàn cảnh của mình. Bởi vì chỉ khi tìm cách tiếp cận, học hỏi và dấn thân cho con người trong thời đại này, chúng ta mới có thể lắng nghe được Thiên Chúa muốn nói gì nơi chúng ta. Đó là cách thế giúp những tu sĩ luôn là bầu da mới để có thể chứa được Đức Kitô. Và đó cũng là cách thế giúp anh chị em, những người giáo dân có được bầu da mới để đón rượu mới là Đức Kitô. Đón rượu mới là Đức Kitô.
Mạnh lên, chúng ta phải có một bầu da mới để đón rượu mới là. Làm sao có được bầu da mới ấy? Làm sao lại để đời sống của mình, cách sống của mình mới thì mới đón được bầu, đón được rượu mới là Đức Kitô. Và Đức Hồng Y đưa ra ba phương diện là đào luyện, quyền bính và vâng phục, tiền bạc và của cải. Về việc đào luyện, Đức Hồng Y nói rằng phải coi là một hành trình liên lỉ, nó cần phát xuất từ con tim, nghĩa là cần có nhiệt huyết tìm kiếm Đức Kitô. Nhiệt huyết đó phải được thể hiện bằng đôi tay, không phải nhiệt huyết đó chỉ là môi miệng. Tôi phải thực hiện những gì tôi tìm kiếm, để trong tiến trình đào luyện giúp tôi có khả năng biến đổi chính mình và thật sự sống trong Thiên Chúa. Cho nên các thầy, các sơ học triết học, học thần học, cái đó mới chỉ là lý thuyết, cái đó mới chỉ là trên đầu óc. Nó phải thấm vào con tim và truyền đến đôi tay để thực hiện những gì tôi tìm kiếm. Và cái việc học hỏi đó phải giúp tôi biến đổi chính mình và thật sự chống sống trong Thiên Chúa. Thứ hai là về quyền bính và vâng phục. Thì Đức Hồng Y nói rõ, quyền bính không có nghĩa là áp đặt, không phải có quyền bính rồi áp đặt lên người khác. Và vâng phục không có nghĩa là nô lệ. Người tu sĩ không phải vâng phục như là một người nô lệ. Trước khi sống quyền bính và thực thi đức vâng lời, chúng ta phải là anh chị em với nhau, cần nhìn thấy Chúa Thánh Thần trong mỗi con người. Anh chị em quay sang bên phải, nhìn bên phải, quay, quay sang bên trái, nhìn, có thấy Chúa Thánh Thần trong mỗi người không? Có thấy Chúa Thánh Thần trong mỗi người không? Và khi mà thấy Chúa Thánh Thần trong mỗi người như vậy thì chúng ta là anh chị em với nhau. Cho nên quyền bính, Đức Hồng Y nói, chỉ là chiếc áo khoác trên mình thôi. Hỡi những người đang thực thi quyền bính, hỡi những người đang nắm giữ quyền lực, hỡi những người đang nghĩ mình là bề trên, nghĩ mình đang là người ngon lành, hãy nhớ đây, nghe đây, quyền bính chỉ là chiếc áo khoác trên mình thôi, nay còn mai mất, nhưng tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa thì mãi mãi. Đó mới là điều mà người tu sĩ trăn trở để dính chặt với đời sống của mình. Và thưa anh chị em, cuối cùng thì Đức Hồng Y mong muốn những người sống thánh hiến luôn xác tín rằng người tu sĩ không thể nào tin vào số tài khoản trong ngân hàng hơn là sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa. Có nhiều người tu sĩ, có nhiều người dấn thân mà lúc nào cũng tin vào cái số tài khoản trong ngân hàng của mình, nó càng lớn bao nhiêu thì mình càng sướng bấy nhiêu, mà không tin vào tình yêu và nhất là lòng thương xót của Thiên Chúa. Do đó Đức Hồng Y nhấn mạnh phải sử dụng tiền bạc như Phúc Âm dạy. Đó là gì? Tiền bạc là để mang lại sự sống chứ không phải dẫn chúng ta vào sự chết. Tiền bạc là phải đưa chúng ta vào chứ không phải dẫn chúng ta đến mãi lên. Tiền bạc không phải là dẫn chúng ta đến sự chết, không phải là dẫn chúng ta đến sự chết, mà phải đưa chúng ta vào. Anh chị em nói ngược lại là không biết nói rồi. Tiền bạc phải đưa chúng ta vào và sự chết. Chúa, tiền bạc phải đưa chúng ta vào mà không dẫn chúng ta vào. Vì thế mà phải có một cái bầu da mới. Mỗi ngày anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa tại đây, là anh chị em được Chúa thay da đổi thịt anh chị em, trong suy nghĩ của anh chị em, rồi trong lời nói của anh chị em và trong việc làm của anh chị em. Mỗi ngày đến đây ta thấy cái bầu da nó mới, suy nghĩ mới, lời nói mới, việc làm cũng mới, vì đã được Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót mời gọi anh chị em gìm cái bầu da cũ ấy vào trong lòng thương xót của Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa làm cái bầu da cũ ấy nó trở nên mới,
mà màu da đó nó trở nên mới thì mới có thể đón nhận Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót được. Nào, hai vợ chồng này lên đây, mau lên. Nãy giờ bé nó cứ loe ngoe nó khóc mãi. Đây, mau. Đây con. Đời con tên là gì? Con chia sẻ cho mọi người chúc con được ơn gì? Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Đậu Thị Huyền Trang. Là con là người đạo theo. Con là người đạo theo, còn con? Dạ, con là Du Xe Nguyễn Văn Tuyên. Nguyễn Văn gì? Nguyễn Văn Tuyên. Ồ, con Nguyễn Văn Tuyên à? Rồi, Nguyễn Văn Tuyên, con là người đạo gốc hay đạo theo? Dạ, đạo gốc ạ. Nguyễn Văn Tuyên, con được mấy đứa rồi? Dạ, đứa đầu tiên nha cha. Được đứa đầu tiên, đây là người đạo theo, đây là người đạo gốc. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi ân phúc Chúa ban cho con như thế nào. Dạ, khi con mang thai con của con á, được 32 tuần thì bác sĩ chỉ định con là phải mổ gấp. Và con nhập viện cấp cứu thì bác sĩ nói là không thể giữ em bé lại lâu hơn, phải nuôi, phải, nếu mà muốn giữ em bé thì phải mổ em bé ra để nuôi trong vòng kính á. Thì tại vì con của con bị vôi hóa bánh nhau, không thể cung cấp được chất dinh dưỡng với oxy cho em bé. Lúc đó con của con thì mới chỉ được 1,9 kg thôi. Và con cố gắng giữ em bé thì chồng con mới nói là lần chuỗi cầu xin lòng thương xót Chúa. Con người ngoại đạo nên không có biết đến cái lòng thương xót Chúa, nên con cứ đọc đúng đọc sai hoài à. Nếu như mà được nằm viện 4 ngày thì bác sĩ nói là con có dấu hiệu vôi hóa bánh nhau, nhưng em bé lên ký bình thường, không có cái dấu hiệu là có thể ngợp chết trong thai, nên con được xuất viện sau 4 ngày. Và đứa bé nó là lúc sinh ra được mấy ký? Dạ, tới 37 tuần thì bác sĩ nói là 100% là phải mổ. Nếu mà con muốn giữ em bé thì em bé có thể chết ngợp ở trong bầu thai. Mình lúc đó 2,2 kg thôi. Nhưng mà con cứ tiếp tục cầu nguyện, là câu cầu nguyện của con là xin cho con được sinh con đủ ngày đủ tháng mà sinh thường, không phải sinh mổ. Và kết quả phép màu đến là con sinh con của con 9 tháng 9 ngày và được 3,2 kg. Và lúc đó con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con đọc lúc đúng lúc sai, con đọc như thế nào còn nhớ không? Dạ, bây giờ thì con thuộc lầu rồi, nhưng mà lúc đó thì lần chuỗi suy nghĩ nhiều quá, câu này lộn qua câu khác hoài. Và chúng ta thấy rõ ràng là lòng thương xót của Chúa không có chấp nhất gì cái chuyện đúng sai khi mình đọc kinh. Vì Chúa cần tấm lòng đạo đức, chứ Chúa không cần những cái việc đạo đức. Cái việc đạo đức ấy có thể là đúng sai, đọc không đúng, có thể đọc sai, nhưng mà nó phát xuất từ lòng đạo đức. Và Chúa chứng cho tấm lòng ấy, và đứa bé ấy đã được đúng như là lời con mong ước. Con là người chồng, con nghĩ sao con? Dạ, con nghĩ là lòng thương xót Chúa là vô bờ bến. Và con cứ nói với vợ con là cứ tin là sẽ được, cứ cầu nguyện thì Chúa sẽ ban cho. Và vợ con cứ làm theo lời của con, và vợ con của con đã được khỏe mạnh. Đấy, cao lên, đấy, cao lên. Đây, đứa con của lòng thương xót, đấy cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Dạ, lúc con sinh của con được con của con được 20 ngày thì con của con có bị áp xe vú, tức là cái khối vú nó nổi, có cục u lên trên vú á. Này là con trai hay con gái? Dạ, con trai. Trai mà cũng bị áp xe vú. Dạ, tại vì nếu như mà sữa mẹ của con không hợp thì nó sẽ tạo thành khối u, nên là nó nổi lên thành cục mủ như vậy á, mà nó to lắm. Thì con nhập viện được 3 ngày rồi, chích thuốc truyền kháng sinh rồi nhưng mà không có đỡ, cứ sưng hoài vậy. Thì con có hỏi bác sĩ là cần phải chích bao nhiêu nữa thì em bé mới được mổ được để lấy mũ ra. Thì bác sĩ nói là chích 7 ngày để cái khối u đó nó tạo thành một cục. Nếu như mà thuốc mà không hợp thì lại phải chích thêm 7 ngày nữa. Thì con có, sau đó là nghe xong cái tin đó thì con có gọi điện cho chồng con, là chồng con có nhắn tin cho cha xin cầu nguyện. Nhưng mà tuy là con chưa được nhận tin nhắn trả lời từ cha, nhưng mà khi 3 giờ chiều con vừa lần chuỗi cầu xin xong á, sáng sớm là bác sĩ khám cho con của con, nói là phải khám 7 tuần, 7 ngày chích và xem tiến triển, rồi chờ đến 7 ngày nữa mới được mổ. Nhưng mà buổi chiều hôm đó, đúng ngày hôm đó thì con vừa lần chuỗi xong lúc 3 giờ thì bác sĩ đọc tên của con lên để một bác sĩ khác kiểm tra. Và lúc đó bác sĩ nhấn vào cái vú của con mà nói là
mổ được, vì cái này là tạo thành khối u rồi có thể mổ được, cái nó cục mủ nó gom lại một chỗ rồi mổ được, và sau đó là con của con được 4 ngày sau được xuất viện. Hallelujah. Để cho tặng cho con một tân tòng, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Bây giờ thì con đã xác tín vào quyền năng lòng Chúa thương xót rồi. Đây là cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Để bây giờ thì con có cái này con không sợ đọc đúng đọc sai nữa, nhớ không? Đó, xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Rồi, mời con lên đây. Thưa cha, con anh Nguyễn Thị Văn ở giáo sứ Quân Làng, giáo Phần Vinh. Nói to lên con tên gì? Con tên anh Nguyễn Thị Văn ở giáo sứ Quân Làng, giáo Phần Vinh. Con được ba ơn của Chúa, đó là gia đình con được biết lòng Chúa thương xót và Chúa đã ngự vào gia đình con. Ơn thứ hai là con hiếm muộn 14 năm. Hiếm muộn bao nhiêu năm? 14 năm. Chạy chữa khắp nơi mà... Đừng có xúc động nữa, tại vì cô quá xúc động là 14 năm khao khát mong mỏi được nghe tiếng trẻ thơ, khao khát mong mỏi được nghe tiếng mẹ, tiếng má, mà suốt 14 năm đợi chờ, và kết quả thì như thế nào? Con chạy chữa khắp nơi mà có mà không thành công. Con là tháng 7 năm ngoái thì vợ chồng vào này, nhờ cha thay và công nguyện và công đoàn. Giờ con đã có thai 3 tháng. Ơn thứ ba là chồng của con bị một khối u đây, bác sĩ bảo là phải bữa ở cầu là bác sĩ bảo là phải mổ. Không đầy là nó chèn dây nói. Nhà con không mổ và quyết định đi vào lòng. Cha đặt tay và cầu nguyện như là giờ nó xẹp luôn, không còn một cái gì nữa. Con cũng có mua 10 cái máy để 10 cái để tặng cho những người nghèo hơn gia đình con, để người vùng cao vùng xa để biết Chúa, lòng thương xót Chúa. Vâng, đây là mời đại diện của anh em phục vụ đang nhận 10 cái máy để chúng ta trong chuyến công tác bác ái đi thăm những vùng sâu vùng xa vào mùa trung thu này. Ngoài 30.000 cái bánh trung thu với lồng đèn, tập vở thì chúng tôi còn có những cái máy để gửi tặng cho những người vùng sâu vùng xa. Người ta cứ nghĩ rằng là khi lên làm chứng thì nhận được cái máy, không phải đâu. Tùy, đây rõ ràng là một cái điều ngược lại. Đây là một cái bầu già mới, một cách suy nghĩ mới, một cách làm việc mới. Không phải lên làm chứng để được cái máy, nhưng mà người chị em này lên làm chứng để tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho mình 14 năm đợi chờ mà bây giờ có được đứa bé 3 tháng ở trong bụng. Và để nói lên lời tạ ơn ấy, người chị em ấy đã dành dụm dù chẳng giàu có gì, mua 10 cái máy để mà gửi tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót, vì đây mới là đấng mà làm cho con có được niềm vui sau 14 năm đợi chờ. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Mẹ cũng là người được làm mẹ như là con sắp được làm mẹ, mà mẹ là mẹ của Thiên Chúa, mẹ phù hộ cho con. Chúa chúc lành cho con. Thôi bé cầm cái con heo đây con. Nãy giờ nó cứ thấp tha thấp phỏng, nó muốn chạy lên quá mà không được. Đây, tội nghiệp. Đây, rồi, con tên gì? Tên là Phan Lô Phật Tịnh Nguyễn Tam Trung. Nó lại lần nữa cho cha nghe. Con tên là Phan Lô gì? Phan Lô Phật Tịnh Nguyễn Tam Trung. Rồi, con mấy tuổi? Con 4 tuổi. Con học lớp mấy? Lớp 1. Rồi. Con có cái gì đây? Con heo à? Con heo để làm gì? Để con thử cho cha, để cha giúp người nghèo. Rồi mai mốt con này có đi tu không? Có. Có hạ thì rất ngon lành chắc chắn luôn. Đây, rồi con để xuống dưới chân Chúa đi, để đó, để con heo đó, để dưới. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ con đọc kinh lòng Chúa thương xót coi, 4 tuổi học lớp 1 đọc kinh cho cha nghe. Đấy.
vì của hồn nát đạo được Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hiếu. Lạy Cha hằng hiếu, con nguyện dâng lên Cha nguyện và mong những khổ và tâm kinh con rất yêu thương Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con để tình độ nô chúng con và toàn thế giới. Anh chị em thấy sướng không? Quá sướng, một đứa bé mà 4 tuổi mà nói là nó học lớp 1 chứ thực sự ra là nó học lớp mấy? Con thì ra là cháu nội của con, cháu học mẫu giáo ạ. Vâng, cháu mẫu giáo. Tuy nhiên nó không có biết, nhưng mà nó cái quan trọng nhất là có hai chuyện là biết để dành con heo là cho bạn nghèo làm việc bác ái, và thứ hai là thuộc kinh lòng thương xót. Mà nó đọc một hơi nó không thở đâu đấy anh chị em ạ. Tôi chỉ sợ nó tất thở mà nó may quá đọc hết rồi. Và con được ơn gì? Dạ thưa cha, con kính chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, con được ơn là con được ơn lớn nhất của con là con được làm con cái lòng thương xót Chúa. Ơn thứ hai của con là Chúa đã ban cho con tạ ơn Chúa là con được đứng vững được 23 năm mà khi chồng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này. Lúc mà chồng con mất thì con bao nhiêu tuổi? Con 33 tuổi ạ. Lập gia đình được bao nhiêu năm? Thưa cha, con được 9 năm rồi. Vâng, 9 năm và đến 33 thì chồng qua đời, mà sống bây giờ thủ tiết hờ chồng vậy là 23 năm cho tới bây giờ, đó là ơn lớn. Rồi kế tiếp. Thưa cha, con được sinh được hai cháu thì chắc các cháu đều trưởng thành hết rồi, và con được một ba cháu ngoại và một cháu nội, và một sắp sửa được một cháu nội nữa. Hôm nay gia đình. Đây là cháu nội hay cháu ngoại? Đây là cháu nội con ạ. Thưa cha, hôm nay gia đình chúng con ước ao rất là lâu rồi, mà hôm nay nhất là cháu con rất là hứng khởi và lúc nào cũng muốn để đưa con lợn, con heo đưa cho cha. Thế cho nên là hôm nay là gia đình chúng con cũng thu xếp để đến đây con đi cùng với lại ông bà thông gia của con. Và cái ơn lớn nhất của con cũng tạ ơn Chúa là con cầu xin làm sao mà để con để tìm được người công giáo. Thế mà chúng con chỉ có đi lòng thương xót Chúa, chị em chúng con gặp nhau mà chúng con cầu xin lòng thương xót Chúa mà tự nhiên chúng con được thông gia với nhau đấy ạ. Rồi, con này là con lợn hay con heo? Con heo. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Đây, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Rồi, con hát bài gì? Thưa cha, con hát một bài thay lời cầu nguyện của con là bài Dòng đời ngược xuôi ạ. Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu? Về đâu con đi tìm Ngài? Đi giữa cho đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lắng lo, xin mở mắt con. Con nét u mê để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hững hờ. Nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về tới quê an bình. Nguyện xin Chúa là con đường, xin
dẫn con về tới quê an bình. Con xin cảm ơn ạ. Rồi, xin cảm ơn con nhé. Vâng ạ. Con cảm ơn cha. Con cảm ơn cha. Rồi, con về bình an. Đi xuống dưới. Đi xuống dưới. Thiệt. Rồi. Thiệt. Rồi, xin mời lên con. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Con chào cha, con là Anna Nguyễn Thị Linh ở Thanh Hóa ở miền Bắc. Đến đây, nhìn đến đây. Nói to lên. Con được ơn của Chúa nhiều lắm, nhưng mà con chỉ kể có một ơn gần đây là 2017 đây. Con bị ung thư mà con đi 5 cái bệnh viện mà con chẳng được mổ. Đến lúc mà một ông già đến cho con số điện thoại của cha, thì là con nhắn tin vào cho cha, cha trả lời cho con là con an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Phải đến 23 Tết là con được mổ, 28 là con được về. Vậy giờ là con khám là con được khỏi rồi. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con tên là gì? Con là Anna Nguyễn Thị Lĩnh ạ. Ở đâu? Con ở ngoài Bắc, ở Thanh Hóa. Chị em con đi có 7 chị em hôm nay chúng con mới vào lúc sáng ạ. Ở quê Thanh Hóa phải không? Chỗ con có bị lụt không? Ừ, có ạ cha. Vâng. Sáng nay thì tôi mới gặp một ông chùm và đến nói là ngoài Thanh Hóa quê con bị lụt quá, thì cha chia sẻ thì chúng tôi cũng đã gửi ra ngoài đó là mấy trăm phần gạo để giúp cho anh chị em ở quê ngoài Thanh Hóa cái vùng lũ lụt. Chúng ta chia sẻ với những người mà cùng quê với anh chị em mình. Đây cha gửi tặng cho Thanh Hóa cái tấm ảnh lòng Chúa thương xót, và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, rồi cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chú lành cho con. Nào bé con lên đây con. Thưa anh chị em, vùng lũ lụt ở Thanh Hóa rồi ở Nhật Bản cũng bị một cái cơn lụt lớn, 25 năm mới có một lần như vậy. Chúng ta chia sẻ với những anh chị em của mình, và vừa rồi anh chị em thấy một em cũng muốn nhảy lên làm chứng, nhưng mà chúng tôi xin lưu ý anh chị em là chúng ta lên làm chứng là mình phải xác tín rằng mình được Chúa Thánh Thần thúc đẩy và nói những gì mà Chúa muốn mình nói, vì ma quỷ nó cũng có thể nó lợi dụng cái đó nó nói được. Nói rằng ông là con Thiên Chúa, nhớ không? Ma quỷ đó nó tung hô Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng mà Chúa im, không biết, không được nói. Đâu phải muốn lên nói thì nói, mình đâu biết được. Cho nên Chúa cấm ma quỷ không được lên tuyên xưng là con Thiên Chúa, vì Chúa biết là nó có ý đồ xấu trong đó, chứ nó không phải là ý tốt. Cho nên chị em thấy là những người lên đây là những người phải được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, thúc đẩy. Rồi con được ơn gì của Chúa? Thưa cha, con là Maria Thế. Con thưa cha, con của con năm 2014 là bị suy hô hấp cấp và sưởi làm phổi, mà bác sĩ bảo là nguy cấp, mà mỗi người ở trong phòng của con chúng con là ai cũng đã bị qua đời, mà chị gái của con là gửi tin nhắn cho con, đã tự gửi số điện thoại cho cha của cha cho con. Con nhắn tin cho cha là cha nhận lời, và cộng đoàn lòng thương xót nhầm lời Chúa phụ hộ trợ Chúa cho con được khỏe mạnh, bởi vì mọi người ở trong phòng của con là họ nó qua đời hết, mà con được Chúa chữa lành. Nhà con đến con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Nó đây hả? Dạ. Đứa con của con á? Dạ, đứa con của con đây ạ. Tên là gì? Tên của con là Phêrô Hành ạ. Thưa cha có ạ. Con tên gì? Con tên Hành. Hành mấy tuổi? Con 5 tuổi. 5 tuổi có đi tù không? Không. Giọng buồn quá. Đây cho tặng cho con cái máy. Đây tặng cho con cái máy 300 bài giảng. Rồi, tặng trong cái máy rồi có đi tu không?
Gõ. Gõ. Rồi, Chúa dành cho con nhá. Rồi, về cho con, mời hai mẹ con lên đây. Thằng bé không có đi tu rồi nó làm đi con phải không? Phải con không? Không ạ. Con chào cha, con là Maria Vũ Thị Nhường, con ở Thái Bình ạ. Con ngồi. Con được ơn gì nó to lên? Con được ba ơn là con có ba đứa con gái. Là đứa thứ nhất là cháu được bầu được 36 tuần là cháu đi lên bệnh viện để sinh, thì là nằm đến ngày thứ 4 rồi thì họ vào ra, họ bảo là người nhà của bạn đâu rồi. Thế con bảo là chưa được nói gì, con nghiệp quá. Con có run lắm ạ. Thì là con bảo là đây giờ người nhà đấy, bảo bây giờ cái thai của cháu là bị hư rồi, thì bây giờ điện cho người nhà đến để chúng tôi mổ để cứu lấy mẹ. Thế là con điện cho người nhà đến, xong con nhắn tin cho cha, thì là cha nhận lời cầu nguyện cho cháu và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bây giờ cháu con đã đẻ một cháu, bây giờ cháu mạnh khỏe không sao. Cháu thứ hai thì cháu bầu được 4 tháng là đi khám ở bệnh viện đấy. Nói chậm mà nói to lên, mình tập tôi với mười cứ thích nói nhanh là cái gì không biết, nó nói chậm thì mới nghe được. Nói chậm đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai, ơn thứ hai là cháu của con là được bầu được 4 tháng, thì cháu đi bệnh viện khám thì người ta bảo là cái thai này bị đau rồi, thì bây giờ phải lên Hà Nội để bỏ. Thế cháu về là cháu khóc lóc, cháu điện cho cha, thì cha cũng có nhắn tin cho cha, thì cha bảo Chúa ơi, cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cháu là bây giờ cháu cũng đã sanh đẻ, là cháu rất mạnh khỏe không sao, đến cháu thứ ba. Rồi, đó là ơn thứ hai. Rồi ơn thứ ba. Ơn thứ ba thì hôm xưa, cái hôm Tết hôm xưa đấy là cháu cũng con gái của con là cháu. Và mấy đứa? Bây giờ mới là hai ạ. Và mấy đứa con? Con được năm cháu ạ. Rồi, mấy đứa con gái, mấy đứa con trai? Dạ, ba đứa cháu gái ạ. Rồi, bây giờ hai đứa con gái được ơn rồi, bây giờ đứa thứ ba này là đứa nào, con gái hay con trai? Con gái ạ. Và thì cháu về, hôm Tết cháu về bắt cháu chơi. Cháu đi vào trong này cháu làm ăn. Thì cháu ở bắt cháu chơi thì là cháu về đến nhà là cháu bị gọi là tiểu cầu tụt. Thì cháu họ bắt là đi cấp cứu ở trên bệnh viện Hà Nội luôn. Thế lên đến nơi thì họ bảo là bây giờ nhanh được 2 tiếng. Chứ nếu mà chậm 2 tiếng thì chết tất cả mẹ đến con. Thì bây giờ phải nằm trong 6 tháng nữa thì mới sinh đẻ được. Thì phải mất 400 triệu. Thế thì con cháu cũng nhắn tin cho cha và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì bây giờ con đã đẻ cháu được đến hôm nay là nửa tháng. Cháu rất mạnh khỏe, cháu không sao. Bây giờ là con vào trong này phục vụ cháu, là cháu ở Tây Ninh ấy. Là đến hôm nay là con lên lễ lòng thương xót để con lên làm chứng cho Chúa. Là con ba đứa con gái là đều như thế cả. Ba đứa con gái đều khó đẻ. Không, là đều bị... đều là Chúa thử thách như thế mà bây giờ đều được tất. Thử cái gì và được cái gì? Chúa thử thách là bây giờ phải sự khó như thế. Bây giờ thì cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho ba đứa con gái của con và bây giờ già vàng và bây giờ là ba đứa đẻ được hết và cháu con khỏe hết. Hallelujah. Cái này cái đồng mà cũng là hàng quý hiếm đây. Bà con năm đứa con, ba đứa con gái, hai đứa con trai, mà ba đứa con gái, đứa thứ nhất, đứa hai, đứa thứ ba. Ba đứa nào cũng đẻ khó, đẻ đau, đẻ mệt và cuối cùng là đẻ được. Hallelujah. Và đứa nào cũng, đứa cháu nào cũng khỏe mạnh hết. Đây tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót cho đứa thứ nhất, cái quạt cho đứa thứ hai và cuốn tâm thư lòng nhân hậu cho đứa thứ ba. Rồi, Chúa lành cho bà. Rồi, bé lên đây con. Con tên là gì? Dạ con tên Đỗ Thị Tuyết Hằng. Gì? Đỗ Thị Tuyết Hằng. Đỗ Thị Tuyết Hằng bao nhiêu tuổi? Dạ 16. 16 tuổi. Rồi con học là đến đâu rồi? Dạ lớp 10. Lớp 10 bây giờ thì con làm nghề gì? Dạ con ở nhà. Hả? Con ở nhà. Rồi bây giờ con là người đạo gốc hay là đạo theo hay đạo gì? Dạ con ngoại đạo. Rồi trong một tràng pháo tay con hô, bé Hằng 16 tuổi ngoại đạo. Thưa anh chị em, và trên tay của con đây cho mọi người thấy đầy, thưa anh chị em, bé Hằng rất là ngon lành trên tay sâm chỗ. Và làm sao mà con đến với lòng Chúa thương xót, con là người ngoại đạo 16 tuổi, động cơ nào thúc đẩy con đến đây? Dạ con nghe mấy người hàng xóm hàng xóm nói làm sao? Hàng xóm con nói làm sao rồi con biết được con đến đây?
Dạ con được ơn. Ờ, được ơn gì? Ơn lòng thương xót của Chúa. Ờ, làm sao? Mấy người hàng xóm họ được ơn lòng thương xót của Chúa, rồi họ nói con đến đây, phải không? Người hàng xóm đó có đạo không? Dạ có. Rồi người hàng xóm có đạo nói với con là người không có đạo đến với lòng Chúa thương xót, rồi con đến đây con cầu xin ơn gì? Dạ gia đình con được khỏe mạnh. Ừ. À, thưa anh chị em, nếu mà những người có đạo chúng ta làm cái công việc đó, làm công việc là giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những người không có đạo, thì chúng ta thấy là một em 16 tuổi, một bạn trẻ 16 tuổi, mà chúng ta nhìn thì chúng ta biết là em là như thế nào, mà đã dám mạnh dạn đến với lòng Chúa thương xót và cầu nguyện cho gia đình được bình an. Chắc chắn là cha mẹ của em rất là vui khi thấy đứa con của mình nó quay trở về và nó sống tốt như thế này nhờ lòng Chúa thương xót. Anh chị em nhìn thì cũng có thể đoán biết là em ấy như thế nào. Em ấy không có tiện nói ra, nhưng mà tôi muốn đưa em lên đây để qua cái bên ngoài, cái nhìn đó thì chúng ta thấy rằng là cha mẹ người ngoại đạo rất là vui và hạnh phúc khi biết được rằng đứa con của mình ngoại đạo đã đến với lòng Chúa thương xót và cầu nguyện cho gia đình mình được bình an, chứng tỏ là nó đã được ơn quay trở về với gia đình, quay trở về với lòng thương xót Chúa. Hallelujah! Đây, cho tặng cho thằng cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho thằng. Con có lấy cái quạt nhờ mẹ đi với Chúa nữa nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời ba bà lên đây. Đây, ba bà lên đây mau. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Thưa cha, con là năm nay 52 tuổi. Con đang Nguyễn Thị Thông. Con ở Đắk Nông. Nguyễn Thị Thông ở Đắk Nông. Làm nghề nông hay là nghề gì? Nó làm nghề nông. Rồi có đi lông bông không? Không, con không đi lông bông, nhưng con được ơn Chúa làm thương xót rất lớn. Thứ nhất là chồng con, cách đây mấy năm là anh cứ suốt ngày rượu chè, rồi là chửi bới miết. Con cảm thấy con rất đau khổ, mà con đã từ cái chỗ mà con không thể sống được nổi, con không làm sao xin đâu được. Con cũng đã đi cùng các thầy chùa khắp nơi, rồi đến lượt là con sống không thể nổi nữa là con đã tìm đến uống thuốc sâu từ từ, mà cuối cùng con cũng được cứu, con không khỏi, con không chết. Vấn đề đó là vấn đề thứ nhất, ơn thứ hai là con trai con là vấn đề thứ nhất là con đã vì buồn chuyện gia đình, chồng nhậu nhẹt rồi bê bối đủ thứ hết, đi cúng hết chùa này đến thầy nọ bà kia mà cũng không khỏi, rồi cuối cùng con buồn quá con đã tự tử, nhưng mà đã được Chúa cứu sống. Hôm nay con lên đây con làm chứng cho Chúa đã cứu sống con, một người buồn chuyện gia đình tự tử mà không chết, đang sống ở giữa chúng ta. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai. Ơn thứ hai là con trai con là sinh năm 93, 25 tuổi. Con đi học đại học mà cháu nó nghiện game, thế là nhà trường đuổi về. Thế bây giờ là cháu cũng trở lại rồi. Và con trai thứ ba, đó là ơn con gái 24 tuổi học đại học. Con trai nghiện game 25 tuổi và nghiện game mấy năm trời, nhà trường tính đuổi. Và bây giờ thì đứa con đó nhờ lòng Chúa thương xót đã được ơn quay trở về. Ơn thứ ba. Ơn thứ ba là một thằng con trai út là sinh năm 98, năm nay 20 tuổi, cháu cũng bị nghiện ma túy đá. Sau khi 4 năm, sau khi con vào đến con gái con là lấy chồng bên đảo, thì con nghe bà chị suối chị nói với con là coi như đi Chúa lòng thương xót đi. Rồi con cũng đi lần này là 6 lần rồi. Thì con lên đây con xin, thì cháu nó cũng quay về được ấy, là con lên tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và con là người ngoại đạo. Con là người ngoại đạo, con đạo gì? Con là đạo Phật. Đạo Phật. Vâng, thưa anh chị em, là chồng như vậy và chị ấy đã tự tử mà Chúa cứu sống đứa con gái, đứa con trai nghiện game mấy năm trời, và thằng con trai là ma túy đá cũng 4 năm, bây giờ đã được ơn quay trở về.
Dạ, rồi con rất đây là con rể của con, đây là rủ mẹ là đi chùa lòng thương xót, dạ để. Con rể dụ mẹ đi chùa lòng thương xót. Con rể dụ mẹ đi chùa lòng thương xót. Đây, cho tặng cho con cái máy 307 giảng nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Còn hai người đây là đi chung hả? Không ạ. Rồi, đưa bà cho bà này lên bà làm trước rồi bà đi xuống. Bà tên gì? Con tên là Nguyễn Thị Nga ở Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Con năm nay 84 tuổi ạ. 85 tuổi, cho một tràng pháo tay hoan hô bà cụ 85 tuổi. Vâng, Nguyễn Thị Nga, Hải Phòng 85 tuổi. Bà được ơn gì của Chúa? Con được ơn là con suốt 20 năm nay con tiểu đường. Và con mở mắt ra thế con tiểu đường thì là cứ phải ngày nào phải uống 8-9 viên thuốc lại tiêm nữa. Thế con nghĩ khổ quá thì hôm nọ thì cái đứa con kết nghĩa của con nó đi vào cha tháng riêng tháng 2 vừa rồi nó cho cái đài con nghe. Con nghĩ thế con mới ra con bảo nó bảo hôm nào đi con đưa mợ vào để mợ vào mợ thương mấy chú á. Thế là con mẹ đại con kêu khến thì cũng khỏi được nữa rồi. Thì cha cũng khỏi được nữa rồi. Thế là con bữa hôm nay con vào con cầu ơn Chúa và cầu ơn cha của công đoàn cầu khến cho con để con. Rồi, hallelujah. Rồi, bây giờ bà đã đến đây cầu nguyện vào cái bệnh tiểu đường 20 năm. Chúa đã chữa lành cho bà. Mà bà là người đạo gì? Đạo Phật à? Nhưng mà bà đạo gì? Con đạo Phật chứ bà. Và thưa anh chị em, một tràng pháo tay nữa thật to cho một bà cụ 85 tuổi là người đạo Phật mà lặn lội từ ngoài Bắc vào trong này để cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho căn bệnh tiểu đường 20 năm. Thế còn con xin cho con nhà con thì con là được anh Nguyễn Ninh là cho anh Nguyễn Thế Ninh là 62 tuổi thì anh ấy đi bộ đội về anh mất 82%. Bây giờ anh ấy nhiều bệnh lắm cha, không nọ lên Hà Nội thì bổ mổ. Thế nói xin thuốc về uống bổ tháng nhau. Vâng, thưa anh chị em, bây giờ thì bà biết rằng là dù có thuốc nào đi nữa mà nếu không có Chúa thì cũng chẳng ăn thua gì. Cho nên ngoài việc cầu nguyện cho chính mình, bà còn cầu nguyện cho một cái anh đi bộ đội về. Và bây giờ bệnh nhiều bệnh lắm mà không có thuốc men nào chữa khỏi. Ta thấy đó là tấm lòng của những con người biết xót thương người khác, cầu cho mình và cầu cho những người khác. Tặng cho bà cái máy 307 giảng nha. Rồi, 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 rồi. Đây là thư khấn. Rồi, được rồi bạn. Rồi, rồi con được ơn gì của Chúa? Con được ơn là chân con bị bò mất 7 tháng mà bữa nay con đi được rồi à. Thì con được ơn là con bò 7 tháng. Nghĩa là sao? Chân con nó đau đầu gối. Chân con nó đau đầu gối. Con tạ ơn Chúa mà nay con đã khỏi được chân. Chị vui mừng quá vì chúng ta tưởng tượng một người mà đau toàn thân như vậy mà không đi được phải bò thôi. Mà bây giờ đã đứng dậy đi được thì cái niềm vui đó hạnh phúc biết là chừng nào. Cho nên chị đang làm chứng và trong những giọt nước mắt trong sự nghẹn ngào. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Con tên là gái 60 tuổi, con người Thái Bình nhưng bây giờ con vào con sống ở Đắk Lắk ạ. Gái bao nhiêu tuổi gái? Con 60 tuổi ạ. Gái đạo gì? Con đạo ông bà chứ con không có đạo Phật ạ. Rồi sao mà gái biết được lòng Chúa thương xót mà đến đây rồi đang bò mà bây giờ mà đứng lên được như thế này? Thưa cha, con thì sống ở Ehem nhưng mà xung quanh nhà con thì toàn người là bên lương. Hôm đó thì con đau chân, người nhà bên cạnh có một người thanh niên họ chết, chân con đi đau con không đi được. Thế tận đến lúc mà 3 ngày họ xong con mới sang, con mới chống gậy con sang. Thì cái người bên lương họ đi đến cha một lần đầu rồi, họ mới gọi con là thím ơi chân chín làm sao đấy. Con bảo là chân tao đau đấy, hôm vừa rồi đám ma tao không sang được, tao kiêng tao không sang được, nay tao mới sang được. Nó bảo con là thím ơi,
Thím có đi xuống Cha Long không? Con bảo Cha Long là như thế nào? Nó bảo là Cha Long là người Công giáo. Con hỏi là Cha Long người Công giáo đó nha. Người đạo. Con hỏi ông ấy là ông ấy già hay trẻ? Nó bảo ông ấy cũng già già rồi. Con bảo là thế ông ấy lễ như nào? Nó bảo là miễn làm sao mà thím tính tâm, thím tin tưởng là được. Con bảo tin tưởng là như thế nào? Nó bảo là nó cứ nói mồm mà con không tin. Thế hôm đó thì nó đến nó thuyết phục con, nhưng mà nó nói mồm con không tin. Bữa sau nó cho con mượn 5 ngày cái đài. Con nghe cái đài đó con mê đài luôn. Con mê, mê quá, cô ấy mê cái đài chứ không mê tôi. Từ đó là con cứ nghe cái đài suốt, đi đâu con cũng đeo cái đài cổ, rồi đến lúc cái dây nó rơi tuột xuống đất lúc nào, rồi tìm đài cũng chứ để đâu, đài nói ở chỗ kia, người đi làm chỗ này, lúc tìm đài thì đài ở mãi đằng kia, lại lấy treo lên cổ. Như anh chị em Công giáo mình có ai có được cái niềm sắc tín như chị ấy không, là đeo cái đài lên cổ không, hay là đài mà để một nơi mà người một nơi mà cả năm chưa bao giờ mở một lần. Có những người Công giáo đã như vậy, nhận được cái đài rồi thì cứ để đó chả bao giờ nghe. Có khi anh chị em ở chính giáo điểm Tin Mừng mình cũng chưa bao giờ mở cái đài lên nghe không chừng nữa. Mà đây là một người đạo Phật ngoại đạo mà đeo cái đài vào cổ, mà nghe ngày nghe đêm, nghe đến mê cái đài, rồi nó rớt xuống đài một nơi người một nơi mà vẫn nghe, rồi cuối cùng lấy lên đeo lại vào cổ, rồi sao nữa? Thưa cha, họ cho con mượn được có 5 ngày. Bây giờ thì họ bảo con là con tin rồi, họ mới cho con được mấy câu nguyện là lòng Chúa thương xót. Thế thì bây giờ con có vòng đâu, con toàn đếm vào ngón tay này. Cũng có lúc thì thành 10 câu, cũng có lúc thì thành 9 câu. Đến lúc con chẳng biết đường nào con lần. Thế rồi đến lúc mà về sau là con mới đau chân quá. Thế là con thì con không vẫn nhắn tin. Thế là hôm đấy thì em con nó ở ngoài Bắc vào nó hái cà cho con. Thì con bảo là, nó tên là Lại. Thế con bảo Lại ơi, bây giờ mày lên cái nhà cái hộp đấy, mày xin lên cái số điện thoại của Cha Long, mày nhắn cho tao để chân tao què, thì xin cha chữa cho. Thế thì nó nhắn hôm 12 tháng 12 âm lịch, không thấy cha trả lời, con buồn lắm. Máy con cứ để suốt đến tối nó hỏi con là chị ơi, có thấy cha trả lời cho chị không? Con bảo chẳng thấy gì, hay là cha làm sao đây? Tôi vẫn sống không có sao đâu. Nữa. Thế rồi đến lúc đợi đến ngày hôm sau cũng không thấy gì, cha cũng không trả lời cho con, mà trong lung tâm con buồn, mà chân con cứ què đi không đi được, tập thế nào cũng không đi được, mà con uống thuốc cũng không khỏi. Đi lên bệnh viện thì họ lấy mủ ở chân, như con thì gọi là nó hút mủ, bác sĩ hút mủ, nhưng họ lại gọi con là gọi con cái gì nhỉ, con quên rồi. Gọi anh gì cũng được, kệ nó, rồi sao nữa? Thế rồi chân con cũng không khỏi, lại đi lên viện tỉnh Đắk Lắk cũng không khỏi. Thế cuối cùng là nhắn tin cho cha hôm 12 tháng 12 âm lịch, thì đến là 28 Tết con đi lại được. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rồi bây giờ chị đọc kinh lòng Chúa thương xót nó như thế nào, đọc cho mọi người nghe coi. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tơn tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Tôi tặng đây tôi tặng ngay chị cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đối với chị thì bây giờ không cần cái cuốn này nữa vì quá thuộc rồi và quá hay nữa, nhưng mà tôi vẫn tặng cho chị để chị đi giới thiệu loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác nha. Đây là thêm tặng thêm cho chị cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời mấy người khác lên mau. Hallelujah. Chúng ta thấy có những người ngoại đạo mà họ hát mà đọc kinh nó sốt sáng như là bà quên hết. Lạy Chúa Giêsu, con tưng tửng nơi Chúa, hay chỗ đó. Không phải là con tin tưởng mà con tưng tửng nơi Chúa đó. Gặp Chúa mà mình thấy mình tưng tửng là ngon rồi. Giờ con được ơn gì của Chúa? Lúc xuống, lúc xuống. Thầy cha, con chào cộng đoàn tất cả mọi. Con tạ ơn Chúa là vì con cũng được nhiều ơn lắm, nhưng mà hôm nay con kể vắn tắt thôi. Thứ nhất là con cũng là kẻ đạo gốc, con lấy chồng về để ngoại đạo. Đạo gốc lấy chồng ngoại đạo rồi cũng mất gốc luôn đúng không? Dạ dạ, con cũng đầu tiên thì nhà con cũng theo, nhưng mà về sau cũng bỏ đạo. Thế thì con cũng buồn. Thế là con cũng chán, con cũng bỏ đạo mất 37 năm. Chị bao nhiêu tuổi? Năm nay con 69 tuổi. 69 tuổi mà bỏ đạo Chúa mới có 37 năm. Vì buồn quá, vì chán quá. Rồi sau đó thì nhờ đâu mà chị được ơn quay trở về với Chúa? Lại ra cái năm 2016 đấy, con đi ở miền Nam này ra, con gặp một cậu thanh niên. Thế là cậu ngồi cậu cứ bình luận với cái bà ở nhà chùa, xong rồi tức mình cãi nhau về con chó con má, và chúng tôi ngày lễ đi ăn nhiều chó hơn. Thế là bà ấy tức bà không nói. Thế là con nghĩ ngay mà chắc là cậu nào là bên giáo. Thế con mới hỏi là cháu xuống nơi nào, cậu bảo là con ở Thanh Hóa. Thế nào bảo là con ở Thanh Hóa, con mua được hai cái đài Cha Long. Tôi bảo Cha Long như thế nào con không biết. Thế này lúc mà cậu ấy bảo vậy thì con mở, cậu ấy cho cái điện thoại, cậu mở cho bà, mở cho như thế là cho bác nghe. Thế là cậu cho nghe mấy mươi tiếng đồng hồ hết trong lại sạc pin. Con mà lạy Chúa, thế con đi đạo mà con chẳng biết cái đạo này như thế nào mà đến giờ là như thế này. Thế là con mới về, con mới thứ tháng tư con về, thế là tháng sáu tháng bảy con lại vào luôn. Con vào thì con vào Vũng Tàu thì con gái con cháu ấy nó bảo là mẹ là bà ngoại bây giờ bà giỏi, bà biết lên mạng, bà mà lên mạng bây giờ bà nguyên mạng ảo mà bà như vậy, bây giờ bà sẽ vào chỗ ảo luôn. Thế là con mới dẫn một bà bên Lương nữa, hai chị em rủ nhau đi. Thế là con bảo bên đây lạy Chúa, thế con bảo được hai ngày con thấy đông, con trông cái cha con bảo cho Chúa nó ban cho cha được mà ơn, mà con nhìn thấy cha con ngất xỉu là vì con. Con nhìn thấy cha con ngất xỉu vì cha xấu quá. Con nhìn thấy mạng con tưởng cha ngon lành mà gặp cha con thấy thất vọng hoàn toàn, con ngất xỉu.
Rồi sau nữa rồi chuyện gì xảy ra? Ông này cha là con yếu tim nên con bảo con thấy cha Chúa ban cho cha hồng ân quá là khỏe mạnh, thế là con mới con ở lại được 9 ngày. Con ấy bảo cái chị kia là con gửi đi cha cho chị bà, không có bây giờ là chị đi bụng con cái chị bên lương mà. Thế là chị mua đại mua các thứ, thế là con gửi xe chị bà. Và chị cũng tuyên truyền các thứ cho người quân, và đêm nay chị cũng vẫn gửi cả tiền khấn. Thế sau đến lúc con ấy ở lại 9 ngày, sau bắt đầu con về được đến sang 2017 con lại vào tiếp 2 lần liền. Thế con bà đi Vũng Tàu, con lại dẫn người ở Vũng Tàu họ vào đây. Và đây họ cũng vào 2-3 lần. Thế là con lại về và đến tháng 4 vừa rồi con vào, bây giờ con lại vào tiếp. Thế là con vào thì thứ nhất là con vào đây thì cái 2016 là con xưng tội là được, con được chiều lễ, con được rước. Thế là con bà con cảm động, có một lần con đi lễ, có một cha chả biết được cái nhà thờ nào con muốn quên. Hallelujah! Vâng, thưa anh chị em, đây là một cái ơn rất lớn của một người 37 năm bỏ Chúa. Tôi tặng cho chị tấm mảnh lòng Chúa thương xót. Đấng mà 37 năm chị đã bỏ Ngài chỉ vì buồn chán, vì thất vọng trong cuộc sống. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Một người 37 năm bỏ Chúa này đã quay trở về với lòng Chúa xót thương. Còn con được ơn gì? Con chào cha, chào cộng được cộng đoàn. Con được ơn quay trở về. Con đã bỏ Chúa 34 năm. Thưa anh chị em, lúc nãy chúng ta vừa mới nghe một người 37 năm bỏ Chúa. Còn đây người thứ hai là 34 năm bỏ Chúa. Này con bao nhiêu tuổi? Dạ con 56 tuổi. Vâng, bà kia là 69. Còn đây là 56 tuổi và 34 năm bỏ Chúa. Nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa? Dạ trong thời gian 34 năm đó con làm biết bao nhiêu là tội lỗi. Tội lỗi chồng chất tội lỗi. Nói to lên. Rồi cách đây một năm rưỡi con sự dữ tấn công con, khống chế con. Con lên cha lần đầu tiên, cha đặt tay thì sự dữ trỗi dậy trong con. Rồi xong con không tin vì Chúa, tại vì con không biết gì về Chúa hết. Xong bắt đầu con về nhà, thay vì tín thác vào Chúa mà con chạy theo thầy cúng. Rồi sau đó sự dữ cứ vẫn tấn công con ngày đêm, con chịu không nổi. Xong con dâu con nó nói là đem cái lòng thương xót ra đọc là linh lắm mẹ à. Xong bắt đầu con lấy lòng thương xót ra đọc 3 giờ chiều. Xong 3 ngày sau con cảm nhận được lòng thương xót trong con nó trào dâng. Con lúc đó con biết ăn năn thẩm hối và con chạy đến Chúa lần thứ hai. Cha đặt tay rồi sự dữ được khống chế ra khỏi thân xác con. Con xin tạ ơn Chúa. Con xin Chúa tha thứ để con được ơn chữa lành. Thưa chị em, một người 34 năm bỏ Chúa và chị đã phạm vô vàn tội lỗi như chị vừa mới nói. Và vì thế mà ma quỷ suy nghĩ nó khống chế chị ấy. Chị cũng nghe người ta nói về lòng Chúa thương xót và chị đến đây nhưng chị không tin. Cho nên không tin thì không thể nào trục xuất được sự dữ ra khỏi. Và lần thứ nhất đến đây thì chị lại quay trở về và đi lao vào các thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng. Mà sự dữ nó càng tấn công khủng khiếp hơn nữa. Cuối cùng thì chị đã chạy đến đây lần thứ hai và sự dữ đã bị trục xuất khỏi chị ấy. Chị đã được ăn năn thống hối, được ơn quay trở về sau 34 năm bỏ Chúa. Một con người hoàn toàn mới đang ở trước mặt chúng ta. Một bầu da mới đón nhận rượu mới là chính Đức Giêsu Kitô trong một con người đã được ma quỷ, đã được quyền năng lòng thương xót Chúa trục xuất ma quỷ sự dữ ra khỏi cái bầu da cũ. Cái bầu da cũ ấy đã bị bỏ đi sau 34 năm. Bây giờ là một bầu da mới chứa đựng đầy lòng thương xót của Chúa đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. Thầy cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót 34 năm con bỏ Ngài, nắm chặt lấy Ngài.
Đây là mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, với cây quạt. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Có máy rồi? Rồi, có sách chưa? Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, hai người đã lên. Chúng ta thấy là bầu gia cũ 37 năm và 34 năm mà quỷ suy nghĩ khống chế đã được thay bằng bầu gia mới và rượu mới là lòng thương xót Chúa. Còn con? Con thưa cha và cộng đoàn, con là giáo phận Xuân Lộc mà giáo, con là Nguyễn Thị Xuân. Bao nhiêu tuổi? Con năm nay 60 tuổi. Được ơn gì? Con được hai ơn. Ơn thứ nhất là năm 2017 con bị bệnh u lão, con đi hai bệnh viện mới không chữa được. Con xin giấy làm cam đoan con về. Con về xong rồi con thấy lòng thương xót Chúa, con đi làm lòng thương xót Chúa được 8 lần. Thế là con về con xin đi lại khỏe hết. Bệnh gì? Con bệnh u lão. U não. Vâng. U não chứ phải u lão. Hallelujah. Ơn thứ hai là con là người bên đạo Phật, nhưng con lấy chồng bên đạo, nhưng mà người bị chồng nó bỏ 40 năm nay. Thế là con lấy chồng rồi con mới khuyên bảo anh lại, sao anh bên đạo đạo Chúa mà sao anh đi bỏ đạo, thế rồi quay trở đạo đi, em đi học đạo em theo. Thế là bảo anh đi học đạo, con đi học đạo con theo Chúa. Hallelujah. Tôi thấy một cái điều vô cùng kỳ diệu là một người ngoại đạo lấy chồng đạo gốc mà ông đạo gốc ấy mất gốc 45 năm. Cái người ngoại đạo này sau khi được Chúa chữa lành bệnh u não thì nó mới bảo với ông đạo gốc rằng là anh có đạo mà sao anh bỏ đạo, anh không quay về với đạo đi, anh quay về đạo đi rồi em cũng quay về với đạo luôn cho nó vui. Thế là ông mới nghe cô ấy nói như vậy và đã quay về với đạo, và cô cũng đi, con cũng con đi học đạo, con trở lại đạo. Đây tôi tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, con đã quay lại đạo. Đây cho tặng cho con chằng chuối đeo vào tay nha. Rồi đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu về tặng cho ông chồng của con 45 năm bỏ đạo, chắc không còn biết gì đến kinh kệ nữa. Đây tặng cho con cái quạt. Và con được ơn gì của Chúa? Con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn dân Chúa. Con là Giuse Lê Văn Nội. Con thuộc giáo giáo họ Quần Xá, giáo xứ Quần Xá, giáo phận Thanh Hóa trước đây. Bây giờ con vào Gia Lai lập nghiệp từ năm 2001. Thì trơn vào con nhập họ, trước đây là họ Phúc. Bịa con được ơn gì thôi? Được ơn gì? Thưa cha, con được nhiều ơn lắm, nhưng con xin cha cho con được nói bốn ơn. Văn tất ơn thứ nhất. Thưa cha, ơn thứ nhất, những cái ơn nếu như không có Chúa thì con không làm được gì. Đấy, thưa cha, con nói tóm tắt gần đây á, là con đi lễ, thì đầu năm nay thì có một số người bên lương, thì con mượn một cái đài của bà chị, là con nhường về cho cơ bản là bố mẹ ông bà già nghe, nhưng bố mẹ ngoại con lại nhường cho một cái anh bên lương nghe. Anh nghe xong được 2-3 ngày, anh bảo chú ơi, có lẽ tôi suy nghĩ đúng rồi đó, tôi muốn về bên Chúa lắm. Thì anh xuống trình cha rồi anh dìu dắt chúng tôi về với Chúa với. Vì bây giờ tôi chả cần gì nữa, tôi chỉ cần cái giờ chết thôi. Đấy. Thế cuối cùng là bây giờ thưa cha là con đưa được 8 người bên lương vào đạo. Mà hiện nay là được giữa tôi. Nhưng được 2 gia đình. Nhưng hiện nay là con mới đỡ đầu cho được 3 người. Còn là 2 gia đình thì mới được 1 gia đình. Còn một gia đình á, anh này là người đặc binh lương đạo Phật. Thì hôm anh á, mới nói với chị á, bảo là tao nhường cho mẹ con bay đi giáo điển tin mừng. Còn tao khỏe như vôi á, tao chưa đi sau cũng được. Thế đến hôm mà cha xứ ban phép các phép trong đạo cho anh vào hôm thứ năm tuần trước đấy, thì anh đi từ hôm thứ sáu cơ, tháng sáu, từ đầu tháng sáu là theo đạo. Nhưng mà đến nay á là nhà anh có 4 người, nhưng một đứa con thứ hai 27 tuổi bị tai nạn chết. Thì con cũng đưa gia đình xuống trình cha xứ là xin cha cho gia đình này được nhập vào giáo hội Công giáo. Thì gia đình có nhờ con là dìu dắt và những cái gì bổ khuyết cho, thì xin cho cả một cái người chết đấy cha. Đây, cho gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị em biết
mỗi người chúng ta có cái nhiệm vụ như người anh em này là đi giới thiệu lòng Chúa thương xót cho người khác, như là cho những người ngoại đạo mà người ta nghe được cái máy này mà nghe xong mà tôi cũng muốn về với đạo, đó là tuyệt vời. Tức là cái ơn lớn lắm, nghe xong 3 ngày cái máy này mà bảo rằng tôi muốn quay về với đạo, chỉ có Chúa mới làm. Nhưng mà Chúa cần những bàn tay, Chúa cần những đôi chân, cần những miệng lưỡi như người anh em này để đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác. Chúa chúc lành cho con. Rồi, đây là tặng cho con. Rồi, đây là cái quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, đi xuống để cho người khác con. Rồi. Dạ thưa cha, thưa cha, con tên là Hoàng Thị Nhung, con ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, giáo xứ Đồng Tiến. Rồi, đây là chị ở giáo xứ Đồng Tiến quận 10, con được ơn gì của Chúa nói to cho mọi người nghe. Dạ con được ơn của Chúa là gia đình con được có chồng con và em trai của chồng con đó là bỏ đó, xa rời Chúa 20 mấy năm, chồng con là 23 năm và bây giờ đã trở lại với Chúa, rửa tội đi xưng tội và rước lễ gia đình. Nãy chúng ta thấy là một người mặc cái áo cũ là hai bao nhiêu năm, 27 năm, 24 năm, còn đây là 23 năm mặc cái áo cũ, cho nên không thể chứa được rượu mới được. Cái áo cũ ấy, cái bầu da cũ ấy, sau 23 năm đã được Chúa đến biến đổi và thay bằng một cái áo mới, bằng một bầu da mới và chứa được rượu mới là lòng thương xót của Chúa. Đó là chồng của chị 23 năm, còn người em. Dạ, người em của chồng con cũng hơn 20, mà cũng 20 mấy năm ạ. Cũng cái người em của chồng cũng 20 mấy năm mặc cái áo cũ và bìa đã được thay bằng áo mới, đón nhận rượu mới, bầu da mới. Chúa ấy mới ngày hôm nay đang có mặt ở đây và đang vừa mới xưng tội xong. Chồng con, gia đình con thì được ơn của Chúa là khi mà chồng con trong cái thời gian mà xa rời Chúa thì Chúa đã đưa trở đến với gia đình con một cái biến cố rất là đau thương, là khi mà anh ấy bỏ Chúa thì khi vợ chồng mới lấy nhau thì rất là nghèo khó. Thế khi mà thì lúc ấy thì thương nhau, còn khi mà anh ấy đã làm ăn được, khi có nhà cửa, có đầy đủ cơm ăn áo mặc rồi, có nhà cửa đầy đủ rồi thì anh ấy đi nhậu suốt. Anh ấy đi nhậu. Anh ấy đi nhậu suốt 30 ngày thì đi hết 30 ngày. Rồi về thì lại suốt ngày đánh chửi vợ con. Thì các con của con khi mà bước vào cái tuổi teen thì từ khi mà các cháu là những cái đứa trẻ rất là ngoan ngoãn, xinh đẹp và học giỏi, thì bước vào cái tuổi teen thì các cháu mê chơi game rồi học hành sa sút, rồi sức khỏe cũng sa sút luôn. Rồi cuối cùng sao? Sau khi chúng ta thấy đây là một cái thực tế rất là đau lòng, lúc mà khó khăn thì đạo đức tốt lành, lúc mà ăn nên làm ra, có tiền thì bắt đầu sinh tật. Một ngày, một tháng 30 ngày thì nhậu hết 31 ngày. Rồi mấy đứa con bắt đầu vào tuổi teen, cũng có đầy đủ điều kiện, bắt đầu ăn chơi, rồi bắt đầu hoang đàng. Rồi nhờ đâu mà chồng con và các con của con đã quay trở về? Dạ thưa cha, là lúc ấy chúng con gia đình, vợ chồng con cũng đang đứng ở trên bờ vực tan vỡ rồi. Con cũng lúc ấy con thất vọng nhiều lắm. Con sinh ra trầm cảm. Rồi con cũng đã có ý nghĩ là đã từ bỏ gia đình rồi. Thế sau mẹ chồng con là người đạo gốc, con là đạo theo. Thì con là đạo theo mà mẹ chồng con mới đưa mà đem đến cho con cái đài của Cha Long. Rồi con nghe cái đài á, và mẹ chồng con thì cứ mỗi thứ sáu đầu tháng thì mẹ con đưa con xuống giáo điểm tin mừng này để cầu xin lòng thương xót của Chúa. Thế
con cũng nghe lời con, mẹ con gần gũi con và cứ nhờ cái sự dẫn dắt của mẹ đưa con đến lòng thương xót Chúa, thì từ đó đến nay gia đình con được rất là nhiều biến đổi. Chồng con bây giờ đã hoàn toàn bỏ nhậu rồi 30 ngày, thì bây giờ anh ăn cơm với gia đình cả 30 ngày. Các con của con cũng đã có tiến triển tốt. Và bây giờ con cũng cầu xin. Hallelujah. Giơ cao cái quạt lên chị em. Hallelujah. Mạnh lên, giơ cao lên. Hallelujah. To lên, thật to nữa lên. Hallelujah. Chúng ta thấy rằng là mình phải tạ ơn Chúa vô cùng vì nguyên cả gia đình đã được Chúa rượu mới đổ vào và thay toàn bộ, từ người chồng hai mươi mấy năm bỏ Chúa ăn chơi nhậu nhẹt, những đứa con tuổi tin, rồi người vợ trầm cảm, cả một gia đình dìm vào trong vũng tối vũng lầy. Như vậy mà người mẹ chồng ấy dắt chị ấy đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, chị ấy được ơn không còn trầm cảm, lấy lại niềm tin, và người chồng được ơn hoán cải. Bây giờ 30 ngày là 30 ngày ở với vợ con, và những đứa con đã tiến triển tốt. Ta thấy đó là một cái ơn vô cùng lớn nhờ lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Ta cho tặng cho chồng của con, gửi tặng cho anh ấy cái máy 300 bài giảng nha. Đây là cái quạt gửi tặng cho con, và đây là móc khóa gửi tặng cho những đứa con của con tuổi tin với cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Chúa chúc lành cho con. Rồi, người cuối cùng. Dạ thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Nhượng ở giáo xứ Thiện Lộc, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. Dạ thưa cha, con được tất cả là ba ơn. Vào năm 2016 thì con bị bệnh tức là thoái hóa cột sống, mới lại thoát vị dễ đẹp. Rồi nhưng sau khi bác sĩ nói con mổ thì con không mổ. Thế rồi đến năm 2017 là con bị ung thư gan. Mà ung thư gan thì con cũng bán tính bán nghi. Thế rồi bây giờ là cũng nhiều người nói với con. Thế thì con đến với lòng thương xót của Chúa. Trước hết là con nhắn tin cho cha. Thì cha nói là thôi con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thế thì con đi được lần thứ nhất. Rồi con có mua của cha một cái máy về con nghe. Thế thì đến lúc đó thì con vô thuốc lần đầu tiên. Thế thì xong đến khi mà con vô thuốc lần thứ hai, có nghĩa là con xuống cha, đây là lần thứ hai, là con vô thuốc lần thứ hai, thì cái đấy con nghĩ là đúng là ơn của Chúa. Tức là bây giờ xuống là con đã khỏi mà hoàn toàn là bệnh ung thư. Mà bây giờ biết bao nhiêu người ở bệnh viện cùng như con, mà họ trừ vô thuốc thì mười mấy hai mươi lần mà họ không khỏi. Mà riêng con nghĩ đấy chỉ là ơn của Chúa. Mà nó... Thưa cha, nó có một cái điều lạ như thế này. Con bị bệnh nấm đầu, tức là 17 năm. Rồi bị thoái hóa cuộc sống, mới thoát vị đĩa đệm á, là từ năm 2016. Thì khi mà con đến với lòng thương xót Chúa lần thứ hai, thì con không biết là nấm đầu mới lại cái bệnh mà thoái hóa cuộc sống mới thoát vị đĩa đệm nó khỏi lúc nào con cũng không biết. Rồi bệnh ung thư gan nó cũng khỏi luôn cha. Hallelujah. Hallelujah. To lên, mày nghe cao lên. Hallelujah. Ta phải hét to lên để cho cả thế ngày hôm nay thấy được rằng là ngày hôm nay quyền năng lòng thương xót Chúa vẫn còn đang thể hiện tại chính cái vùng đất mà ngày xưa chưa hề biết đến lòng Chúa thương xót là gì, tại nơi Khỉ Ho Cò Gáy nhà bè này. Tặng cho cái máy cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa, và bây giờ mỗi người thinh lặng suy nghĩ lại coi, trong tôi bầu da cũ, cái áo cũ là những suy nghĩ, là những lời nói, là những việc làm không tốt nữa, không còn hợp với tin mừng nữa. Ngày hôm nay tôi nhất định xé nó ra, nhất định bỏ nó đi, nhất định giục nó đi, để đón nhận rượu mới là Đức Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của tôi, và chính Ngài sẽ thay đổi cái bầu da cũ ấy trong tôi thành bầu da mới, bầu da của lòng thương xót.
chính Ngài sẽ xé bỏ cái áo cũ rích đó đi xưa rồi, bởi những tư tưởng cũ rích, bởi lối sống xưa rồi, bằng một cái áo mới trắng tinh như ngày tôi lãnh nhận bí tích rửa tội. Tâm hồn tôi đã được máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi của tôi. Một con người mới, một tâm hồn mới, một sức sống mới, một cách sống mới, cách sống lòng thương xót. Amen.